tại thủ đô Hà Nội chẳng hạn thì cũng có các cái doanh nghiệp đầu tư cho cái gọi là quốc bảo của mình, Sâm Ngọc Linh. Từ khâu sản xuất cho đến sâm gốc đến liên kết xây dựng chuỗi nhà máy sản xuất các sản phẩm để xuất khẩu ra thị trường quốc tế nữa. Vậy thì thực hư câu chuyện này như thế nào? Trước hết là về vùng nguyên liệu, mời quý vị cùng theo dõi. Rất hoành tráng, doanh nghiệp này từ con bá việc trồng sâm Ngọc Linh là mũi nhọn chiến lược của họ, rồi sẽ đầu tư công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng hình ảnh, thương hiệu để đưa quốc bảo sâm Ngọc Linh đến với người dân Việt Nam và phương tầm thế giới. Muốn vậy, yếu tố cốt lõi đầu tiên chính là vùng nguyên liệu trồng sâm Ngọc Linh. Hiện tại thì MHG chúng tôi đang liên kết với đồng bào dân tộc Xê Đăng cùng với cả đồng bào dân tộc ở Nam Trà My để bảo tồn và phát triển cái giống vùng nguyên liệu tại Nam Trà My. Và cái cây giống đấy thì hiện tại là chúng tôi đang mở rộng và nghiên cứu cấy mô để tăng được cái sản lượng sản xuất hàng năm lên. Tuy nhiên, khi mang thông tin này trao đổi với đơn vị cung cấp giống, người trồng sâm, đặc biệt là chính quyền địa phương và cơ quan quản lý nhà nước, hoàn toàn không hề biết gì về công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, nhất là thông tin về chiến lược đầu tư sâm Ngọc Linh với quy mô tầm cỡ như vậy. Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thì hiện trừ là đã có 15 doanh nghiệp là mình cấp cho thêm môi trường rừng, đã được thêm môi trường rừng vào trồng sâm ở Quảng Nam. Hai doanh nghiệp thì cũng đang làm thủ tục và thêm môi trường rừng. Thì ở trong đó thì khâu thứ nhất là phải khẳng định là không có cái công ty tập đoàn Mỹ Hạnh. Tiếp tục xác minh, tất cả những gì chúng tôi nắm được là công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh có trồng được một dược liệu như sâm dây và đương quy, chứ không hề có sâm Ngọc Linh. Những loại dược liệu thông thường này cũng mới được trồng tại huyện Con Plong, nơi chưa hề có chỉ dẫn địa lý dành cho sâm Ngọc Linh ở tỉnh Kon Tum, chứ không phải ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam như doanh nghiệp từng công bố. Vậy, thực chất của việc trồng sâm Ngọc Linh theo kiểu bánh vẽ từ xa này là gì? Mục đích của họ ra sao? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị trong kỳ sau của loạt phóng sự. Vâng, thưa quý vị, bất kỳ một loại hàng hóa tiêu dùng nào, đặc biệt là những loại hàng hóa tiêu dùng có giá trị cao, thì thường sẽ bị làm giả rất nhiều trên địa bàn các tỉnh khu vực Tây Nguyên miền Trung nữa. Với những cái dạng sản phẩm quý được xem là quốc bảo như Ngọc Linh chẳng hạn, sâm Ngọc Linh chẳng hạn, thì cái danh tiếng của nó sẽ đem đến rất nhiều lợi nhuận cho những đối tượng làm giả. Chính vì thế, việc lợi dụng hay là việc mạo danh đó là chuyện có thể chúng ta thường gặp và có thể sẽ gặp nhiều nữa trong những cái sản phẩm khác nhau tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên này. Vậy thì câu chuyện này tiếp tục như thế nào? Các đơn vị chức năng, các cơ quan chức năng sẽ có cách xử lý ra làm sao? Chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị các bạn trong các chương trình khác của nhóm cùng V8.